Tết Nguyên đán cận kề, đến hẹn lại lên trên những cánh đồng hoa của phường Đông Cương, thành phố Thanh Hóa. Không khí tất bật, hối hả ùa về. Lối dẫn vào vườn hoa những ngày này, người trồng hoa bàn tán sôi nổi, thương lái khắp nơi cũng đang đổ về mua bán nhộn nhịp. Con đường dẫn vào làng hoa Đông Cương đẹp hơn, rực rỡ hơn bởi sắc màu của các loài hoa. Trên những luống đất dài, thẳng tắp, những nụ hồng, nụ cúc, lơn, ly, thực dược, violet đang tranh nhau khoe sắc. Có mặt nơi đây, Tết như đang đến gần hơn bởi khung cảnh nhộn nhịp. Người thì cần mẫn tỉa cành, người nhổ cỏ, phun thuốc, người đang tỉ mỉ tạo dáng cho những luống hoa để chuẩn bị đón xuân. Từ những bàn tay, những người nông dân cần cù, những đóa hoa xuân đang rực rỡ, tô điểm cho ngày xuân thêm tươi thắm, mang ước nguyện may mắn đến với mỗi gia đình trong dịp Tết đến xuân về. Chiếm ưu thế về diện tích trồng hoa Tết năm nay vẫn là hoa hồng, hoa cúc và hoa ly. Ngoài các loại hoa truyền thống thì còn có một số loại hoa được du nhập từ các nơi khác như lan, ly, lay ơn, cẩm chướng, cát tường, khiến cho sắc hoa ngày xuân càng thêm phong phú. So với các năm trước, giá thành các loài hoa năm nay dự kiến sẽ tăng nhẹ do thời tiết vừa qua có đợt rét đậm rét hại, ảnh hưởng đến một phần chất lượng các loài hoa. Chúng tôi tới thăm ruộng hoa của gia đình chị Phạm Thị Hằng, người có kinh nghiệm trồng hoa hơn 15 năm nay ở khu phố 3, phường Đông Cương, đang nhanh tay chăm sóc cho những cây hoa lay ơn, chuẩn bị thu hoạch phục vụ người mua chơi Tết. Chị Hằng cho biết. Nhà tôi năm nay trồng hoa là được 15 năm. Mà xua với năm nay thì trời hắn rét quá. Thì như ngày trước thì đợt trước thì hắn rét, hắn nắng qua nắng nhiều nên là hoa lại sớm hết. Chờ vô Tết thì hoa lại rét chậm lại. Nên là hoa nở sớm hết. Hoa nở sớm hết cho nên là vừa rồi ra hoa rất rỉa, nhưng mà chờ gần vô Tết thì hoa cũng có linh, linh cao. Nhưng mà thì mà hoa lại cũng ít bông lắm. Cho nên là hoa ly, hoa dơn các thứ đều nó sớm cả rồi. Nên năm nay là người dân năm nay là cũng nói về Tết năm nay là cũng thất thu. Tôi trồng dơn, trồng ly, trồng hoa hướng dương. Nên là năm nay thì cái hướng hoa thì Tết thì sớm mất 50% rồi. Chứ còn 50% vào Tết thôi. Nên là dân năm nay có khi là cũng mất mùa. Nên là cũng mong các cấp ngành có cái hỗ trợ chi cho dân đỡ bớt được phần nào khổ. Thời điểm này chỉ còn một tuần nữa là đến Tết. Chính vì vậy mà người chăm hoa đã phải có mặt từ sáng sớm đến tận nửa đêm trên những cánh đồng bạt ngàn hương sắc. Bước vào vụ hoa Tết, người trồng hoa không lúc nào ngơi tay. Ai cũng cố gắng về đích đúng hẹn. Từ đầu tháng chạp, các nhà vườn bắt đầu bước vào đợt chăm bón cao điểm. Lúc này, hoa sẽ được dưỡng sức tối đa, tưới nước, phân bón không bao giờ thiếu. Từ ngày mùng 10 đến rằm tháng chạp, hoa bắt đầu hé nụ, người trồng phải thức trắng cả đêm để canh hoa. Từ ngày 20 tháng chạp trở đi, mọi người lại bước vào giai đoạn tăng tốc. Khi thương lái về hỏi mua và chọn những bông hoa ưng ý, ai nấy đều phải làm việc gấp 2, gấp 3 lần để kịp giao hàng. Gắn bó với hoa, sống với hoa, ăn ngủ cùng hoa. Tuy có những năm thời tiết không được thuận lợi, cả làng hoa đều ngậm ngùi nhâm nhi từng giọt đắng, nhưng họ không bao giờ nản lòng để mùa xuân lỡ hẹn với mọi người, mọi nhà.